Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Đề tài mà tôi sẽ cùng chia sẻ với quý vị buổi sáng hôm nay đến từ một câu kinh thánh, đó là Ê-phê-sô đoạn 4, câu thứ 26. Buổi sáng hôm nay rất vui là có nhiều người lần đầu tiên đến thờ phượng Chúa với chúng ta. Và xin hỏi là những người lần đầu tiên đến hay là những người lâu năm thì có quen thuộc với cái quyển sách này không? Ai chưa có thì xin liên hệ với cô Diệu để mua, để xin nếu không có khả năng. Thưa với quý vị, ngày hôm nay nói rằng xem cái gì đó, tôi đang đọc kinh thánh, kinh hả? Bộ đi tu hả? Thời này mà còn kinh, có phải là chúng ta nghe cái ý tưởng đó quen lắm không? Thưa với quý vị, kinh thánh khác với tất cả những sách khác. Bởi vì kinh thánh là lời của Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời là đấng tạo nên cả vũ trụ này. Đức Chúa Trời là đấng đang sống, đang điều khiển lịch sử của nhân loại. Đức Chúa Trời nhìn thấy cuộc đời của mỗi một người trong chúng ta. Ngài là Cha yêu chúng ta vô cùng. Cho nên đừng coi thường, đừng coi thường. Bởi vì từng lời, từng chữ trong Kinh Thánh có giá trị cho mỗi một giai đoạn, cho mỗi một cuộc đời, trong những tình huống khác nhau. Đang nói đến Kinh Thánh, tại sao lại nhìn thấy những hình ảnh này? Quý vị nhìn thấy hình ảnh này thì quá quen thuộc đúng không? Đây là một đường phố ở tại Gaza, nơi mà từ ngày 10 của tháng 9 đã bắt đầu nổ ra một cuộc chiến tranh và không biết là chừng nào mới có điểm dừng. Ngày hôm nay thì rất nhiều người chết, rất nhiều người bị thương ở cả hai phía, phía Israel cũng như phía Palestine. Và chúng ta có thể tưởng tượng được không? Mình nhìn trên hình ảnh đó, thì chúng ta có lẽ không có cảm xúc gì. Nhưng mà thử tưởng tượng, trong một tòa nhà như vậy là căn hộ của mình, là tài sản của mình, là tất cả những gì mình đã dành dụm cả cuộc đời. Không có tầm thường đâu, phải không? Đó là những gì đang diễn ra đó. Đó là những gì đang diễn ra ở tại vùng Palestine, ở nơi mà tháng 3 vừa rồi, nhà tôi và tôi có cơ hội đi. Đi trong 12 ngày và trở về có rất nhiều cảm xúc, rất nhiều ấn tượng làm thay đổi cái nhìn của tôi, thay đổi cuộc đời của tôi. Đó là một phần mà thế giới của chúng ta đang sống đó. Đây là một đường phố ở tại Gaza. Ở tại Gaza. Và nếu chúng ta muốn biết rõ hơn chi tiết thì chỉ việc trở về tra ở trên mạng thôi. Bởi vì tất cả những gì mà tôi chia sẻ với quý vị không phải là một câu chuyện tưởng tượng để rút ra một bài học dạy dỗ, nhưng mà là những gì đang diễn ra thật sự ở trong thế hệ của chúng ta, ở trong thế giới mà chúng ta sống mỗi ngày. Và một lần nữa, điều đó có liên quan gì đến Kinh Thánh mà chúng ta nói đến buổi sáng hôm nay? Chúng ta biết rồi, cuộc tranh chấp diễn ra sau năm 1948, có nghĩa là sau khi người Do Thái từ khắp nơi trên thế giới theo như hiệp ước của Balfour trở về thành lập quốc gia Do Thái. Và chúng ta biết là trong chiến tranh thế giới thứ hai đã có 6 triệu người Do Thái đã bị chết ở trong những lò hơi ngạt. Và cuối cùng thì là lúc bấy giờ xứ Palestine là một phần của thuộc địa Anh. Và Anh đã quyết định nhượng lại một phần đất cho người Do Thái và họ trở về. Từ đó đến nay thì tranh chấp cứ diễn ra. Tranh chấp diễn ra và Chúa cũng đã bày tỏ một cách rất là ngoạn mục. Trận chiến 6 ngày năm 1967, bao nhiêu quốc gia thề là sẽ đẩy người Do Thái xuống biển đỏ. Nhưng mà rồi cuối cùng trong 6 ngày thôi thì người Do Thái đã chiến thắng một cách rất ngoạn mục.
và sau đó tiếp tục mở rộng lãnh thổ của mình. Và chúng ta biết là ngày hôm nay đó, 80% trái cây, rau quả của Âu Châu là nhập từ Do Thái. Tất cả các quốc gia nào có liên quan đến người Do Thái thì đều được phước, đều được thịnh lợi. 80% những giải Nobel của thế giới kể từ khi giải đó được trao thuộc về người Do Thái. Và chúng ta biết là chúng ta đọc trên báo thì nhiều dòng tư tưởng lắm. Nhưng mà một cái dòng tư tưởng rất là phổ biến và nó cũng ảnh hưởng trong rất nhiều người, thậm chí những mục sư, những cơ đốc nhân nữa, đó là tội nghiệp người Palestine, đúng. Người Do Thái sau khi đi mấy ngàn năm về thì lại giành đất của người Palestine, cho nên tạo nên một cái mối thù và thế là cuộc chiến cứ dai dẳng cho đến ngày hôm nay. Buổi sáng hôm nay tôi nói điều này không phải vì bất kỳ một cái yếu tố chính trị nào, bởi vì quả thật trong chuyến đi của tôi được gặp mấy mục sư người Ả Rập và tự nhiên lòng của tôi thương họ vô cùng. Tôi ăn năn với Chúa giống như là ngày xưa khi tôi bị bắt bớ, tôi thù ghét những người bắt bớ mình. Nhưng mà rồi một ngày kia Chúa tác động trong lòng của tôi và tôi hứa nguyện rằng lạy Chúa, con sẽ yêu mến những người bắt bớ mình. Cuộc đời của tôi được thay đổi, hội thánh của Chúa được thay đổi và việc truyền giáo từ miền Nam ra miền Bắc như là một cái cánh cửa mở ra vậy đó. Và trong chuyến đi vào tháng 3 vừa rồi, khi tôi gặp một vị mục sư người Ả Rập thì tôi có cái cảm xúc giống y như vậy. Tôi nói Chúa ơi, Ngài nói rằng ta sẽ chúc phước cho người nào chúc phước ngươi, bởi vì người Ả Rập cũng là dòng dõi của Abraham và Chúa hứa như vậy. Và rồi tôi gặp những vị mục sư rất là dễ thương, yêu mến Chúa vô cùng và lòng của tôi đầy cảm xúc đối với họ. Cho nên xin đừng hiểu lầm là buổi sáng hôm nay mục sư Nhẫn thiên về một phía nào đó và nói chuyện chính trị ở trên tòa giảng. Nhưng mà tôi muốn chúng ta hãy nhìn vào lời của Chúa để chúng ta có thể thấy được nguyên nhân sâu xa của những gì đang diễn ra. Quý vị nhìn lên bản đồ đó, vùng màu xanh lá cây đậm là thế giới Ả Rập. Do Thái ở đâu ạ? Chỉ là một cái vạch đỏ chút xíu thôi. Ồ, thế giới Ả Rập. Ngày hôm nay 465 triệu người Ả Rập ở trong các quốc gia đó. Chỉ có 16 triệu người Do Thái. Tuy nhiên ở tại xứ Palestine đó thì chỉ có 11 triệu người Do Thái thôi. Còn lại thì số người Do Thái đã lập nghiệp ở trong các quốc gia khác, họ chưa về. Vì vậy mà chúng ta nghe tin tức là trong cuộc chiến tranh này đó thì những chuyến bay về xứ Do Thái luôn luôn chật người và người ta được bay về bởi vì có người đã trả tiền cho họ. Và những thanh niên thay vì chiến tranh thì bỏ xứ đi, nhưng mà ở đây những thanh niên họ lại tình nguyện trở về để tham gia quân đội bởi vì họ biết rằng đất nước đang lâm nguy. Nhưng mà trở lại với vấn đề là chúng ta thấy là thế giới Ả Rập đó, màu xanh đậm đó, 465 triệu người, trong khi người Do Thái ở trong xứ thì chỉ có chừng 11 triệu thôi, 12 triệu thôi. Ồ, như vậy thì chúng ta thấy điều gì? Chỉ cần thổi một cái, tất cả những người Ả Rập mà hợp lực với nhau thổi một phát thôi là người Do Thái sẽ chịu không nổi, đúng không? Là sẽ bị đè bẹp ngay. Nhưng mà sao lạ lùng lắm, có điều gì đó rất là lạ. Bây giờ chúng ta hãy xem, trước hết nhiều người nói rằng người Do Thái đã về và chiếm đất của người Palestine. Có một cái sứ đồ đoạn 17 có 26 nói như thế này: Ngài là Đức Chúa Trời đó, khi Phao-lô đến tại Athens là thủ đô của Hy Lạp, thì Phao-lô đã đứng lên và nói rằng Đức Chúa Trời là đấng ban sự sống, hơi sống, muôn vật cho mọi loài. Ngài đã làm cho muôn dân sanh ra bởi chỉ một người và khiến ở khắp trên mặt đất. Định trước thì giờ đời người ta cùng giới hạn chỗ ở. Chúa mà không có quyền đó thì làm sao mà định cho người này ở chỗ này, người kia ở chỗ kia được, phải không? Như vậy rõ ràng là Đức Chúa Trời là đấng có quyền. Thi Thiên 24 nói thế này: đất và muôn vật trên đất, thế gian và những kẻ ở trong đó đều thuộc về Đức Giê-hô-va. Đất đó không phải của người Việt Nam,
không phải của người Chim Thành, không phải của người Palestine, không phải của người Do Thái, mà là của ai? Truy nguyên tận nguồn gốc, đất đó thuộc về Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta hãy xem Lê Vi Ký nói gì. Chúa truyền lệnh, đất không được đoạn mãi, vì đất thuộc về ta. Các ngươi ở cùng ta như kẻ khách ngoại bang và kẻ kiều ngụ. Như vậy điều đầu tiên mà chúng ta xem trong lời của Chúa, thì chúng ta xác định được là đất đai ở trên thế giới này là quyền của ai? Của Đức Chúa Trời. Buổi sáng hôm nay khi tôi cầu nguyện, Chúa nhắc tôi rất lạ. Ở cái tuổi này thì tôi một lần nữa xác quyết rằng đất thuộc về Đức Chúa Trời. Những ai đã biết cái bối cảnh mà chúng ta có được cái nơi nhóm này đó, thì là đất này của ai? Của Chúa. Rất là lạ, phải không? Không có tốn tiền để mua, không cần phải bỏ tiền ra để mua. Và sắp tới, khi có đủ tiền, có đủ một cái nơi để nhóm lại tạm thời, chúng ta sẽ phá nơi này ra để xây lên. Những ai biết căn nhà của tôi đang ở thì cũng như vậy đó. Và buổi sáng hôm nay khi từ trên phòng tôi xuống, trong khi ngồi uống cà phê, thì lòng của tôi cầu nguyện: Chúa ơi, buổi sáng hôm nay con sẽ đem gì đến cho bầy chiên của Ngài? Thì Chúa nhắc cho tôi: đất thuộc về ta. Tôi nhớ mấy chục năm trước, lúc bấy giờ tôi lập gia đình rồi, nhà tôi mang thai, nhưng mà chúng tôi cứ ở trọ chỗ này chỗ khác, mệt mỏi lắm. Thì một cô truyền đạo Nguyễn Thị Ngọc Liên, lúc bấy giờ cô nói thế này nè: nếu Chúa muốn, Chúa có thể cho các em một căn nhà, bởi vì Chúa có hàng triệu căn nhà cơ mà. Cái câu đó tôi không bao giờ quên. Và tôi muốn khích lệ quý vị, có nhiều người đang khao khát một căn nhà để ở, có nhiều người thèm một miếng đất để cắm dùi. Hãy thưa với Chúa. Có nhiều khi Chúa muốn chúng ta ở trọ để chúng ta cảm thông với nhiều người khác ở trong hoàn cảnh như vậy. Nhưng mà Chúa biết điều nào tốt nhất cho chúng ta. Nhưng hãy nhớ rằng lời của Chúa nói: đất thuộc về ta. Dĩ nhiên là Chúa không cho một người nào một miếng đất để mà giống như là thừa mứa để biết là tôi có 2-3 miếng đất á. Bởi vì Chúa là đấng chu cấp nhu cầu của chúng ta. Và cảm ơn Chúa, buổi sáng hôm nay một lần nữa tôi muốn khẳng định với những nhân sự trong hội thánh rằng Chúa sẽ cho chúng ta một nơi rộng lớn hơn rất nhiều để chúng ta nhóm lại thờ phượng Chúa. Đất thuộc về Chúa. Bây giờ chúng ta hãy xem Sáng Thế Ký đoạn 12. Và lời này là lời nói với Abraham. Về sau thì người đó được đổi tên thành Abraham. Abraham lúc bây giờ sống ở tại xứ Ur, tức là vùng đất của Iraq. Bây giờ ngày hôm nay đó, Iran, Iraq đó, thuộc xứ Babylon, xứ Kandê lúc bây giờ. Ông đang sống yên ổn như vậy, thì một ngày kia Chúa nói với ông: hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi, mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. Xứ, tiếng Anh là land, là đất đó, xứ sở đó, đất đai đó. Rồi ở trong câu 7 thì Chúa nói gì? Một lần khác Chúa Giê-xu, Đức Giê-hô-va hiện ra cùng Áp-ra-ham và phán rằng: ta sẽ ban cho dòng dõi ngươi đất này. Khi ông nghe như vậy lần thứ hai đó, thì ông kính sợ Chúa và ông lập một bàn thờ để thờ phượng Đức Giê-hô-va là đấng đã hiện ra với ông và phán những lời đó. Rồi chúng ta hãy xem những câu khác. Đó. Sau khi Lót lìa khỏi Áp-ra-ham rồi, Đức Giê-hô-va phán cùng Áp-ra-ham rằng: hãy nhướng mắt lên, nhìn từ chỗ ngươi ở cho đến phương Bắc, phương Nam, phương Đông và phương Tây. Vì cả xứ nào ngươi thấy, ta sẽ ban cho ngươi và cho dòng dõi ngươi đời đời. Chúng ta có để ý thấy là Sáng Thế Ký đoạn 12 đó, câu 1 thì chưa rõ lắm. Nhưng mà đến câu thứ 7 thì rõ hơn một chút. Đến câu thứ 13, 14 thì càng rõ nét hơn, có đúng không? Đây cũng là một nguyên tắc mà Chúa phán với chúng ta đó. Thông thường thì Chúa mặc khải với chúng ta một điều gì đó, không phải là rõ ràng ngay lập tức đâu. Bởi vì Chúa muốn chúng ta nhận lấy bằng đức tin. Nhiều khi chúng ta cảm nhận một điều gì đó, một lời nhắc nhở của Chúa, một sự khích lệ của Chúa, một ý tưởng mờ mờ đến trong tâm trí,
chúng ta tin và chúng ta nắm lấy, Chúa sẽ tiếp tục bày tỏ thêm, và giống như một vị họa sĩ vậy đó. Có một cái tấm bảng ở đây, mời một họa sĩ lên vẽ. Bức tranh 3 tiếng đồng hồ thì vẽ xong. Mới có 1 tiếng đồng hồ chán quá, thôi bỏ đi rồi. Nói họa sĩ gì đâu, chẳng có ra hình thù gì hết. Chúng ta còn thường nghĩ về Đức Chúa Trời như vậy, và chúng ta thấy ở trong lời của Chúa đây, thì Chúa xác định là Chúa sẽ ban xứ mà Abraham nhìn thấy cho ông, cho dòng dõi của ông. Không phải là 500 năm, không phải là 1.000 năm, không phải là 2.000 năm, nhưng mà đời đời. Tuyệt vời quá, đây là lời hứa. Bây giờ, lời này là rõ hơn nữa. Sáng thế ký đoạn 15, ngày đó, Đức Giê-hô-va lập giao ước cùng Áp-ram mà phán rằng, ta cho dòng dõi người xứ này, từ sông Ê-díp-tô cho đến sông lớn kia, tức là sông Ơ-phơ-rát, là xứ của các dân Kenit, Kenesit, Cát-mô-nít, Hê-tít, Phê-rê-sít, Phê-rê-pha-im, Am-mô-nít, Ca-na-an, Ghi-rê-ra-sít và Giê-bu-sít. Thật ra là cái vùng đất mà Israel, dân Israel đang chiếm lĩnh ngày hôm nay đó, nó chưa phải. Nó là một phần rất nhỏ, trong khi đó lời hứa của Chúa. Và Kinh Thánh cho biết là một ngày kia, ngàn năm bình an, Ngài sẽ đến, đặt ngay ở tại Jerusalem, và lúc bây giờ lãnh thổ của Chúa Giê-xu cai trị. Ở bên dưới là sông Ê-díp-tô giáp ranh với Ai Cập. Ở phía trên là vùng Thổ Nhĩ Kỳ, là kề cận với sông Ơ-phơ-rát. Chúng ta đang đợi, chờ đợi ngày đó. Bây giờ, một câu hỏi ở đây. Chúa nói rằng, Chúa cho dòng dõi ngươi đời đời, dòng dõi Abraham. Chúng ta đồng ý phải không? Nhưng mà có người mới nói rằng, ủa, ông sư ơi, Abraham đó thì sinh ra Ít-ma-ên, và Ít-ma-ên là ông tổ của người Ả Rập. Abraham cũng sinh ra Isaac, Isaac là ông tổ của người Do Thái, cho nên á, người Ả Rập nói rằng Chúa ban cho họ cũng là đúng mà. Vâng, chúng ta hãy xem tiếp. Sáng thế ký đoạn 21 thì chúng ta biết là Abraham sinh ra 2 người con, đó là Isaac và Jacob. Cũng như người con mà ông ăn ở với nàng hầu là Aga đó, là Ít-ma-ên. Và bây giờ Kinh Thánh khẳng định nè, vì do nơi Isaac sẽ sanh ra dòng dõi lưu danh ngươi, ta cũng sẽ làm cho đứa trai của con đòi trở nên một dân, vì nó cũng do nơi ngươi mà ra. Chúa công bằng ghê luôn. Chúa biết Ít-ma-ên, Aga cũng là người có dính díu với Abraham. Cho nên á, Chúa nói rằng, rồi đây, con cái dòng dõi của Aga sẽ trở nên một dân. Và thật ra đó, ngày hôm nay chúng ta thấy đó, người Ả Rập, trong thế giới Ả Rập có 465 triệu người. Người Do Thái chỉ có 16 triệu người thôi. Chúa công bằng, Chúa thành tín. Không phải Chúa binh bên này, Chúa bỏ bên khác đâu. Rồi, Kinh Thánh nói gì? Đức Chúa Trời vùa giúp đứa trẻ. Đứa trẻ này là Ít-ma-ên, chứ không phải Isaac. Nó lớn lên ở trong đồng vắng có tài bắn cung. Nó ở tại trong đồng vắng Pha-ran. Mẹ cưới cho nó một người vợ quê ở xứ Ê-díp-tô. Đây là tông tích và dòng dõi của người Ả Rập đó. Đây là lời hứa dành cho Aga là người vợ thứ. Đây là lời hứa dành cho Ít-ma-ên là đứa con ngoại hôn. Và Chúa nói rằng Chúa sẽ làm cho Aga thành một dân. Chúa sẽ ở cùng và vùa giúp đứa trẻ có tên là Ít-ma-ên. Sáng thế ký đoạn 35 câu 2 nói gì? Xứ ta đã cho Abraham và Isaac, thì ta cũng sẽ cho ngươi cùng dòng dõi ngươi. Đây là lời hứa dành cho Gia-cốp. Có lẽ có nhiều người chưa có đọc Kinh Thánh, cho nên hơi mờ mờ đúng không? Tôi muốn nhắc lại nè. Abraham sanh Isaac, Isaac sanh Gia-cốp. Như vậy thì đã đến đây rồi. Chúa hứa với Abraham và Isaac. Bây giờ lời này là dành cho Gia-cốp. Thì Chúa nói rằng, xứ mà ta đã cho ông nội ngươi và cha ngươi, thì ta sẽ cho ngươi. Đó là lời nói dành cho Gia-cốp. Rồi phục truyền luật lệ ký đoạn 1 câu 8. Khẳng định, kìa, ta phó xứ này cho các ngươi. Hãy vào và chiếm lấy xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề ban cho tổ phụ các ngươi,
là Abraham, Isaac, Jacob cùng cho con cháu của họ. Có những người không có giỏi lắm về gia phổ, về cấu trúc, có lẽ nghe mấy cái này nó hơi nhức đầu một chút. Nhưng mà tôi xin lược lại cho chúng ta biết. Abraham có hai người con. Một người con ngoại hôn là Ismael, là ông tổ của người Ả Rập. Một người con chính là Isaac, là ông tổ của người Do Thái. Sau đó Isaac lại có hai người con. Một người con tên là Jacob, một người con kia tên là Esau. Thật ra là Esau sinh ra trước, nhưng mà đất thì lại cho Jacob là đứa con sau. Là tại vì Esau coi thường quyền trưởng nam, cho nên đã bán cái quyền trưởng nam đó cho người em là Jacob. Và vì vậy Chúa tôn trọng quyết định của từng người. Vì vậy mà Kinh Thánh nói rằng đất này ta cho ông nội của ngươi, cho cha của ngươi và cho ngươi, đó là Abraham, Isaac, Jacob cùng con cháu của Jacob, chứ không phải là cho người Ismael hay là cho Esau. Esau là tổ của dân Edom, vân vân. Bây giờ chúng ta hãy xem, có người nói đúng, mục sư nói tới đây thì đúng, nhưng mà người Do Thái đã không vâng lời Chúa, cho nên họ đã bị tan lạc, đã bị lưu đày mất rồi mà. Bây giờ còn đất đâu nữa? Lịch sử cho biết là người Do Thái đã bị lưu đày, đúng. Vào năm 722 trước Chúa, thì người Do Thái lúc bây giờ là 12 chi phái, nhưng mà họ bị phân rẽ ra làm hai, 10 chi phái phía Bắc thì bị lưu đày bởi đế quốc Assyri. Ai nhớ cái bài học hôm trước mà tôi chia sẻ về cái con kênh mà đi sâu ở dưới thành Jerusalem đó, do vua Ezechia đào, thì đó là lúc bây giờ là cái thời của Assyri đó. Còn hai chi phái phía nam thì bị lưu đày qua Babylon vào năm 586 trước Công Nguyên. Rõ ràng là nhiều ngàn năm người Do Thái đã phạm tội và bị lưu đày. 10 chi phái thì bị lưu đày qua Assyri, 2 chi phái thì bị lưu đày qua Babylon. Nhưng mà hãy nghe, rất lâu trước khi họ bị lưu đày thì Chúa có biết không? Chúa biết và Chúa nói những lời này. Dẫu những kẻ bị đày của ngươi ở tại cuối trời, thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi cũng sẽ từ đó nhóm hiệp ngươi lại và rút ngươi khỏi nơi đó. Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ đem ngươi về xứ mà tổ phụ ngươi đã nhận được, và ngươi sẽ nhận lấy nó. Đúng, họ phạm tội, họ bị Chúa hình phạt, họ bị lưu đày. Nhưng mà nhiều trăm năm trước khi bị lưu đày thì Chúa đã nói rằng ngươi sẽ bị lưu đày, nhưng rồi ta sẽ đem ngươi trở về trong xứ mà ta ban cho tổ phụ của ngươi. Như vậy chúng ta học được hai điều. Thứ nhất, đất đai, xứ sở là của Chúa. Thứ hai, vùng Palestine ngày hôm nay là nơi mà Đức Chúa Trời đã ban cho Abraham. Đức Chúa Trời đã giao kết với Abraham. Đức Chúa Trời đã khẳng định con của Abraham là Isaac. Và Đức Chúa Trời cũng nói rất rõ, con của Isaac là Jacob, không có lẫn lộn vào đâu được hết á. Đừng có đứng ra mà nói rằng tôi cũng là con của Abraham mà tranh giành, bởi vì Kinh Thánh khẳng định rất rõ ràng về điều đó. Bây giờ chúng ta hãy xem Phục Truyền đoạn 32 nói gì. Khi Đấng Chí Cao phân phát sản nghiệp cho muôn dân, phân rẽ những con cái Adam, thì Ngài định bờ cõi của các dân cứ theo số dân Israel, vì phần của Đức Giê-hô-va là dân Ngài, Gia-cốp là cơ nghiệp Ngài. Cảm ơn Chúa. Mấy năm trước tôi đọc một quyển sách rất là hay. Nói thế này, ở trên thiên đàng đó, thì lúc bấy giờ Đức Chúa Trời cùng các thiên sứ, cùng các thần ngồi lại hội nghị. Và rồi trong cái hội nghị đó bàn luận với nhau, những thiên sứ nói rằng, Chúa thấy không, những dân tộc này nè, là nó thờ hình tượng nè, đây là chúng tôi nè, thành ra là nó thuộc về chúng tôi. Sau cái cuộc hội nghị đó, Chúa nói rằng, được rồi, nhưng mà ta khẳng định với các ngươi, dân Israel là phần của ta. Chúng ta có thể thấy một điều đó,
Rõ ràng là ngày hôm nay đó, ở tại những cái xã hội miền Bắc, ở tại những ngôi làng đó, thì mỗi ngôi làng người ta thờ một vị thần hoàng là thần làng. Và họ bị khống chế bởi cái linh đó. Bởi vì trong thế giới vô hình mà chúng ta không thấy đó, cũng có những thế lực khác nhau. Và trong các quốc gia cũng vậy. Nhưng mà riêng xứ Palestine và dân Do Thái, thì Chúa nói rằng phần của Đức Giê-hô-va là dân Ngài, Gia-cốp là cơ nghiệp Ngài. Nói đến đây, chúng ta hãy suy nghĩ đến điều này. Cảm ơn Chúa, con không thuộc về ma quỷ nữa. Vâng, trước đây con thuộc về ma quỷ, ma đưa lối, quỷ đưa đường, bởi vì con đã thờ lại nó. Con đã không biết đến Ngài. Con nghĩ rằng con làm điều tốt, nhưng mà con đã sa vào trong lưới bẫy của ma quỷ, cho nên con thuộc về nó. Nhưng Ngài đã đến như một người bước vào trong một cái chợ nô lệ. Chúng ta biết rằng trong thời nô lệ đó, thì là tới phiên chợ, người ta đem những nô lệ ra ngoài chợ để bán. Một ông chủ đi tìm một công nhân, đi ra thấy một người, coi ngó rồi nói, được rồi, người này bao nhiêu tiền? Ta sẽ mua người này về, và người này không còn thuộc về ngươi nữa, nhưng người này thuộc về ta. Vì vậy mà chúng ta đọc ở trong Cựu Ước đó, thì có nhiều lần nhắc đến là một người khi thuộc về một ông chủ thì giống như một con trâu, một con cừu bây giờ đó, thuộc về cái bầy nào đó thì có đóng dấu ở trên tay, ở trên lưng, cái dấu của người chủ đó, của cái nông trại đó. Và khi một người thuộc về Chúa, thuộc về một ông chủ, thì người đó đứng lên ở gần cây cột và rồi xỏ vào tay một cái dấu chứng tỏ rằng người này thuộc về vị chủ này. Thi Thiên nói rằng Chúa đã xỏ tay tôi. Cảm ơn Chúa. Chúng ta ngày trước vốn thuộc về ma quỷ. Ma đưa lối, quỷ đưa đường. Nhiều khi mình không muốn làm mà rồi vẫn cứ làm. Như Phao-lô đã nói rằng khi tôi muốn làm điều lành thì điều dữ cứ vương vấn theo tôi. Nhưng rồi Chúa Giê-xu đã đến với cuộc đời của chúng ta. Ở trong thế giới vô hình, Ngài đã nói với Sa-tan, nói với quyền lực của sự tối tăm rằng ta trả tiền để mua người này bao nhiêu. Ma quỷ nói rằng bằng mạng sống của Chúa. Chúa Giê-xu nói, vâng, ta sẽ đổi mạng của ta để người này thuộc về ta, bởi vì ta yêu nó. Đó chính là lý do mà buổi sáng hôm nay chúng ta dự tiệc thánh. Cho nên hãy ghi nhớ rằng chúng ta là phần cơ nghiệp của Đức Giê-hô-va, không còn thuộc về ma quỷ nữa. Ma quỷ có thể quấy phá, có thể cám dỗ, có thể quyến dụ, nhưng mà hãy nói rằng, hỡi ma quỷ, ta không có liên hệ gì với ngươi đâu. Ta thuộc về Đức Chúa Trời, bởi vì chính Chúa Giê-xu đã đổ huyết ra để mua ta về cho Ngài rồi, và hãy lui ra khỏi ta. Ông bạn chị em đừng có sợ hãi, đừng có nói rằng tôi sợ quá, tôi theo Chúa, tôi không biết là ma quỷ có bắt tôi không, ông bà có phiền tôi không. Trong thế giới thuộc linh có uy quyền, có những lãnh địa, có sự phân chia. Và chúng ta hãy xem đi, Luca ghi lại câu chuyện lúc mà ma quỷ đem Chúa Giê-xu lên đền thờ đó, thì nó nói gì? Hãy thờ lại ta. Nếu ngươi thờ lại ta, thì ta sẽ cho ngươi hết thảy quyền phép và vinh hiển của các nước đó, vì đã giao cho ta hết, ta muốn cho ai tùy ý ta. Ồ, như vậy thì Chúa có quyền cho không? Ma quỷ, nó được giao quyền, và nó đã sử dụng quyền của nó. Cho nên bây giờ nó đem cái quyền đó để nó cám dỗ Chúa Giê-xu. Ngươi chỉ cần quỳ lại ta thôi, ta có quyền mà, ta sẽ cho ngươi sự vinh hiển của các nước mà. Ngày hôm nay có những con người thờ Sa-tan, và thậm chí ngay cả trong hội thánh của chúng ta đây, nếu chúng ta để ý thì nghe lời làm chứng là trước đây một vài năm có một cái chết rất là kinh khủng. Bởi vì cô gái đó đã tình nguyện hiến mình cho ma quỷ để đổi lại là được nổi tiếng, được thành công. Và rồi một ngày kia đi trên đường Nguyễn Văn Linh, một cái tai nạn khủng khiếp đã xảy ra. Ngày hôm nay chúng ta nghe câu chuyện đó rất là thường thôi. Thế giới này có những người sẵn sàng đánh đổi để được thành công, để được địa vị. Bù lại ma quỷ nói rằng ta sẽ cho ngươi, ta chỉ muốn đổi lại là lấy lại linh hồn của ngươi thôi. Buổi sáng hôm nay một lần nữa chúng ta đến với lời của Chúa để nhận biết rằng cái cuộc tranh giành
giữa Hamas và Israel có phải là vì có uất ức quá, có phải vì đất của họ mà bây giờ trở về để chiếm đóng không? Lời của Chúa nói rất rõ ràng. Khi chúng ta đến tại xứ Palestine, chúng ta thấy di tích của đền thờ Salomon ở tại đó, chúng ta thấy đền thờ Jerusalem ở tại đó, mà Salomon thì đã sống nhiều ngàn năm trước Chúa giáng sinh. Như vậy thì đất đó của ai? Lời hứa của Chúa rất rõ ràng. Đất thuộc về Chúa, và Ngài đã hứa rất rõ ràng, lặp đi lặp lại nhiều lần cho Abraham, cho dòng dõi chính của Abraham là Isaac, cho con chính của Isaac là Jacob, và dòng dõi của Jacob cho đến đời đời. Tôi không có thiên vị về chính trị đâu, nhưng mà chúng ta có lời của Chúa để chúng ta nhìn nhận vấn đề cho đúng. Và tôi nghiên cứu, tôi thấy rằng cái lý do mà nói rằng thật ra chiếm đất của chúng tôi cho nên bây giờ chúng tôi nổi loạn là phải rồi. Bây giờ chúng ta hãy xem Hamas. Thật ra là cuộc chiến vừa rồi và đang diễn ra đó không phải với tất cả người Ả Rập đâu, mà là với Hamas. Quý vị nếu đọc được đó thì tôi có tô đỏ lên ở đây là gì? Hamas khước từ mọi giải pháp hòa bình, không công nhận nhà nước Israel, và để thành lập một nhà nước Palestine Hồi giáo, đối với họ không có con đường nào khác ngoài việc tiến hành khủng bố dân thường. Hãy chụp hình đi, này trên Internet, chứ không phải là tư liệu nào bí mật của tôi đâu. Cứ tra là có hết. Cảm ơn Chúa ngày hôm nay đó, tất cả những gì đó được phơi bày ra hết. Và quý vị cũng có thể liên lạc với tôi để nói rằng mục sư ơi, mục sư nói cái đó sai rồi. Vâng, tôi rất sẵn sàng để học hỏi. Ở đây nói về Hamas. Rồi, chúng ta biết đây là tuyên ngôn của Hamas. Thứ nhất, Israel sẽ tồn tại và sẽ tiếp tục tồn tại cho đến khi Hồi giáo xóa sổ nó. Vâng, Hamas là không có khoan nhượng đâu. Xóa sổ Israel. Và đó là mưu toan từ khi thành lập Hamas cho đến bây giờ. Lời mở đầu của tuyên ngôn nói như vậy. Điều thứ bảy nói như thế này: ngày phán xét sẽ không xảy ra cho đến khi người Hồi giáo chiến đấu với người Do Thái và giết chết họ. Khi đó người Do Thái sẽ núp sau những tảng đá và cây cối, và những tảng đá và cây cối sẽ kêu lên: hỡi người Hồi giáo, có một người Do Thái đang trốn sau lưng tôi, hãy đến giết hắn đi. Chúng ta thấy đây là tuyên ngôn viết thành văn rõ ràng của Hamas. Xin đừng lẫn lộn, Hamas không phải là người Ả Rập. Thật ra là người Ả Rập, nhưng mà Hamas là một nhóm Hồi giáo theo dòng Sunni. Hamas ngày hôm nay đó thì là Ả Rập có 465 triệu người ở rải rác các quốc gia. Nhưng mà chúng ta tra trên Internet thì sẽ biết rằng Hamas có từ 20.000 đến 25.000 thành viên. Có ai giỏi toán xin chia giùm tôi đi, là bao nhiêu phần trăm của người Ả Rập? 0.00537% của thế giới Ả Rập. Vậy đó. Và chúng ta tìm hiểu, chúng ta sẽ biết là Israel đã giành giải Gaza cho người Palestine. Nhưng mà rồi người Palestine thì nhiều năm qua đã nghe cái lời dẫn dụ của thủ lĩnh Hamas và đã bầu một thủ lĩnh của Hamas vào làm thủ tướng của mình. Và rồi chúng ta được biết là tất cả những cái bệnh viện đó, cái địa đạo Củ Chi là chuyện trò chơi đối với Hamas. Bên dưới bệnh viện là những đường hầm kinh khủng của Hamas. Chúng tôi nhận được những hình ảnh đó từ tòa đại sứ Israel. Tại vì vừa rồi thì có một nhóm các mục sư tại Hà Nội đến thăm, và ông đại sứ Israel hiện nay là một cơ đốc nhân. Và ông chia sẻ, ông nói rằng hãy cầu nguyện cho chúng tôi. Thật ra là ông công bố những hình ảnh mà hàng trăm trẻ em bị giết, bị đốt. Rất là kinh khủng. Và chúng ta thấy rằng tuyên ngôn của Hamas là bạo lực, là xóa sổ mà, không khoan nhượng. Và thậm chí đó, cái sự kiện
vào lễ hội âm nhạc ở tại Naim á, thì Hamas đến và giết cả người Palestine nữa, chứ không phải là người Do Thái không đâu. Bởi vì quý vị có đến xứ Palestine rồi thì sẽ thấy đó, người Ả Rập và người Do Thái sống lẫn lộn với nhau. Chúng tôi đi vào trong cái khu Bethlehem là khu của người Ả Rập ở bờ Tây, thì lúc bây giờ rất là kinh khủng. Và người hướng dẫn du lịch, vị mục sư nói rằng đi thẳng, đi theo chúng tôi, đừng bao giờ tách đoàn, bởi vì quý vị có thể gặp nguy hiểm. Và chúng ta biết đó, chủ trương của Hamas là như vậy. Và thật ra đó, giữa 465 triệu người Ả Rập thì Hamas chỉ có 0,005% mà thôi. Câu hỏi ở đây là vì lý do gì? Tôi muốn đọc cho quý vị nghe Sáng Thế Ký đoạn 25 để biết là Ít-ma-ên, dòng dõi của ông, đã đối xử thế nào đối với Isaac. Sáng Thế Ký đoạn 25 câu 12. Đây là dòng dõi của Ít-ma-ên, con trai của Abraham, do nơi nàng Aga người Ai Cập, con đòi của Sarah đã sanh. Và đây là tên các con trai của Ít-ma-ên, sắp thứ tự theo ngày ra đời. Con trưởng nam của Ít-ma-ên là Nebazot, kế sau Keda, Adbeen, Mibosam, Mitma, Duma, Masa, Hada, Thema, Yetu, Nafit và Ketma. Đó là các con trai của Ít-ma-ên và tên của họ tùy theo làng và nơi đóng trại mà đặt. Ấy là 12 vị công hầu trong dân tộc của họ. Ít-ma-ên hưởng thọ được 137 tuổi rồi tắt hơi mà qua đời, được quy về nơi tổ tông. Dòng dõi người ở trước mặt anh em mình từ Havila cho đến Sura đối ngang Egypto chạy qua Assyri. Nghe đọc những lời đó quý vị thấy sắc máu không? Không hề. Ít-ma-ên, dòng dõi của ông là 12 vị công hầu, đã được phân chia đất đai rồi, đã sống rất là yên ổn, và Kinh Thánh ghi lại rõ ràng lắm. Nhưng điều gì đã xảy ra? Điều gì đã xảy ra? Đây là những quốc gia coi Hamas là khủng bố đó. Không phải là Tây Phương đâu, mà toàn là những quốc gia của khối Ả Rập đó. Chúng ta về gõ Internet để biết. Bây giờ, lời của Chúa giải thích cho chúng ta điều này. Đoạn trên trời hiện ra một dấu lớn. Một người đàn bà có mặt trời bao bọc, dưới chân có mặt trăng, và trên đầu có mão triều thiên bằng 12 ngôi sao. Người có thai và kêu la vì nhọc nhằn và đau đẻ. Trên trời cũng hiện ra một dấu khác nữa, là một con rồng lớn sắc đỏ có 7 đầu, 10 sừng, và trên đầu có 7 mão triều thiên. Đuôi kéo 1/3 các ngôi sao trên trời đem quăng xuống đất. Con rồng ấy trực trước người đàn bà gần đẻ, hầu cho khi đẻ ra thì nuốt con người đi. Người sanh một con trai ấy sẽ dùng gậy sắt mà cai trị mọi dân tộc. Đứa trẻ ấy được tiếp lên tới Đức Chúa Trời về nơi ngôi Ngài. Khi rồng thấy mình bị quăng xuống đất, bèn đuổi theo người đàn bà đã sanh con trai. Nhưng người được ban cho một cặp cánh chim phụng hoàng, đặng bay về nơi đồng vắng là chỗ ẩn náu của mình. Tôi biết có rất nhiều người lần đầu tiên được nhìn những dòng chữ này, được nghe đọc ở đây, đúng không? Con rồng ở trên trời kéo theo 1/3 ngôi sao trên trời là ai? Lucifer. Kinh Thánh nói rất rõ. Lucifer là một thiên sứ trưởng phục vụ Đức Chúa Trời, nhưng đã phản loạn, kéo theo 1/3 thiên sứ và bị đuổi xuống, rồi đem quăng xuống đất. Vâng, con rồng đó chính là ma quỷ. Chúng ta biết không, Israel, người Do Thái, là tuyển dân của Đức Chúa Trời. Và ngay trong vườn Ê-đen thì Chúa nói sao? Chúa nói với con rắn đó, người sẽ giày đạp đầu mày, còn mày sẽ cắn gót chân người. Ta sẽ làm cho mày cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người nữ ở đây là ai? Là tuyển dân của Chúa. Cho nên chúng ta nhìn xem lịch sử đi. Suốt nhiều ngàn năm, suốt cả lịch sử của nhân loại, thì ma quỷ luôn chống nghịch lại với Đức Chúa Trời.
Và đó là lý do mà người Ả Rập ngày hôm nay còn 465 triệu, trong khi người Do Thái chỉ còn có 16 triệu thôi. Bởi vì những cuộc lưu đày, những sự bài Do Thái, những sự chống đối, những cuộc tàn sát Do Thái. Thế lực của sự tối tăm là như vậy. Quý vị đứng về phía nào? Chúng ta không thể nào nói tôi trung lập, tôi trung dung. Nếu chúng ta không đứng về phía Đức Chúa Trời, thì chúng ta thuộc về ma quỷ. Chúng ta thấy không? Rõ ràng là khi người Do Thái được sinh ra, lúc bây giờ, năm 1948 được trở về, thì chiến tranh liên miên, nhưng Đức Chúa Trời vẫn chúc phước cho họ. Người được ban cho cánh chim phụng hoàng bay về nơi đồng vắng là chỗ ẩn náu mình. Người sanh một con trai đặt nằm trong máng cỏ, nói về ai? Chúa Giê-xu ra từ người Do Thái. Chúa Giê-xu đã được đưa lên nơi rất cao và ban cho danh trên hết mọi danh. Khải Huyền cho biết rằng những gì đang diễn ra chung quanh chúng ta mà chúng ta đang thấy đó, nó có một cội nguồn từ trong thế giới mà chúng ta không nhìn thấy được. Trận chiến giữa ma quỷ và Đức Chúa Trời. Gia-cốp là cơ nghiệp của Ngài. Chúa Giê-xu sẽ trở lại từ đó. Chúa Giê-xu đã ra từ dân tộc đó, lời hứa từ nơi đó, thánh kinh từ nơi đó, các môn đồ ra từ nơi đó. Và ma quỷ không muốn đâu. Thật ra là, đó, chúng ta thấy không? Đất đai đó đâu phải là của người Palestine bị giành đâu. Lẽ thật đã bày tỏ cho chúng ta thấy. Nhưng mà rõ ràng đó, khi mà mình giận ai đó, khi mình hận ai đó đó, thì có phải lúc nào cũng có bằng cớ rõ ràng không? Không chắc. Vợ chồng giận nhau vì những cái chuyện không đâu hết, đúng không? Nhưng mà nếu cứ cưu mang. Vì vậy mà lời của Chúa nói gì? Ví bằng anh em đương cơn giận thì chớ phạm tội, chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn, và đừng cho ma quỷ nhân dịp. Chúng ta thấy đó, người Do Thái ngày hôm nay người ta tranh giành cái đền thờ điện đá tảng ở tại Jerusalem, bởi vì ta nói rằng ông tổ của tôi là Abraham đã dâng Isaac ở trên đó, cho nên nơi này thuộc về tôi. Người ta nói rằng tổ phụ của tôi là Ismael. Thật ra chỉ có 0,00537% thôi. Nhưng mà rõ ràng là nó gây ra cái sự tàn sát kinh khủng. Đúng không quý vị? Một cái đám cháy nó bắt đầu từ đâu? Không phải là một đám cháy nó bắt đầu lớn đâu. Bằng một mồi lửa nhỏ thôi. Nhưng nếu không dập tắt, nó lan ra. Tất cả những điều ngày hôm nay mà chúng ta học, Chúa muốn nhắn nhủ với tôi, Chúa muốn nhắn nhủ với ông bạn chị em rằng chúng ta đang sống giữa hai thế lực. Một bên là Đức Chúa Trời, một bên là ma quỷ. Và nếu không cẩn thận, chúng ta có thể để cho ma quỷ nhân dịp. Giống như những người Hamas. Đúng không? Ma quỷ đã nhân dịp. Lòng thù hận cứ đeo đuổi. Từ năm này qua năm khác, từ thế hệ này qua thế hệ khác, thề rằng phải quét sạch người Israel. Và rồi hậu quả như bức hình mà chúng ta thấy ban đầu đó, không còn gì. Chúa muốn nhắn nhủ với chúng ta rằng, nếu chúng ta có điều gì không phải, nếu chúng ta có điều gì không đúng, cay đắng với anh em mình, vợ chồng giận nhau, hiểu lầm nhau, hãy giải quyết. Ở đây lời của Chúa nói rằng không phải là không được giận. Chúa biết là giận là chuyện bình thường mà. Nhưng mà Chúa nói gì? Đừng có để cho đến khi mặt trời lặn. Ai ở đây rồi biết rồi đó, mình giận mà mình để qua đêm thì sao? Nằm trằn trọc không nghĩ được, rồi cứ suy diễn và càng giận thêm, đúng không quý vị? Hay là thức một đêm cái sáng hôm sau hết giận? Không, không có đâu. Vợ chồng cũng vậy. Và tôi muốn thưa với quý vị, nếu người thân của chúng ta đã chết rồi, nếu một mối quan hệ nào đó, dù bây giờ người đó không còn sống nữa, nhưng nếu trong lòng của chúng ta vẫn còn giận dữ, sáng hôm nay hãy thưa với Chúa, xin Chúa cho con sẵn sàng tha thứ.
nó cưu mang. Có thể nhiều người trong quý vị quên rồi, vì bận không nhớ nữa, nhưng mà mỗi lần nhớ đó là sôi máu đó. Có đúng không? Lời của Chúa nói nè, đừng có để qua đêm, bởi vì ma quỷ sẽ nhân dịp. Chúng ta để ý đi, ngày hôm nay đó, chúng ta đọc tin tức, đêm hôm qua tôi nhận được tin nhắn trong Telegram của mục sư Amir. Ông nói rằng, người Do Thái phải rời bỏ Âu Châu ngay, bởi vì ngay tại Berlin, hàng triệu người biểu tình để ủng hộ Palestine. Bình thường thôi, hai vợ chồng mà giận nhau đó thì sao? Có thể con gái sẽ đứng về phía ba, con trai đứng về phía mẹ, rồi con của con gái đứng về phía ông, con của con trai đứng về phía mẹ bà. Và cái tranh chấp đó luôn nổ ra như vậy. Và chúng ta biết không, nó sự khởi đầu chỉ từ 0,00537% thôi, nhưng mà ngày hôm nay đó đang ảnh hưởng trên cả thế giới. Vì vậy mà chúng ta cần cầu nguyện. Lời của Chúa nói, hãy cầu hòa bình cho Jerusalem. Tất cả những điều mà tôi nói đó, cho đến thời điểm này, ngày mai chưa biết sẽ ra thế nào, bởi vì ma quỷ đứng đằng sau. Và một cái mồi lửa đó có thể bùng lên một đám cháy cả thế giới. Biết đâu thế chiến thứ ba là đây. Tôi chia sẻ tất cả mọi điều này không phải để nói chính trị, để thiên vị bên này bên kia, nhưng mà để chúng ta nhìn thấy trong ánh sáng của lời Chúa. Và chúng ta cảm ơn Chúa vì mình thuộc về Đức Chúa Trời. Chúng ta cẩn trọng để mình không bể ma quỷ nhân dịp. Và chúng ta cầu nguyện cho hòa bình của Jerusalem. Lời của Chúa nói rất rõ, phàm kẻ nào yêu mến ngươi sẽ được thới thành. Chắc chắn quý vị và tôi đều muốn được thới thành. Tất cả những hiểu lầm, những hiểu biết sai trật, hãy đối chiếu lại với lời của Chúa để mình có lẽ thật, có chân lý và chúng ta hiểu một cách đúng đắn. Xin mời hội thánh hãy cùng đứng lên trong thời giờ này. Tôi biết hôm nay quý vị đã rất kiên nhẫn vì bài giảng rất dài. Nhưng cảm ơn Chúa vì chúng ta có lời của Ngài. Kinh Thánh không phải là một quyển sách xưa cũ, lỗi thời đâu. Xin mời ban thờ phượng hãy bước lên. Hãy học lời Chúa nhiều hơn. Hãy biết rằng thế giới vô hình mà chúng ta không thấy, thế lực của tối tăm là ma quỷ. Càng gần đến ngày kết thúc của nó biết ngày của mình không còn bao lâu nữa nên giận hoảng. Chúa yêu mến Ít-ma-ên, Chúa yêu mến dòng dõi của Ít-ma-ên, Chúa yêu mến những người Ả Rập, Chúa yêu mến người Do Thái là tuyển dân của Ngài. Nhưng ma quỷ đã tìm được những con người, dù họ chỉ là thiểu số thôi, 0,00537%, 25.000 người giữa 465 triệu người. Nó có thể làm cho chúng ta suy nghĩ sai trật. Hãy nép mình ở trong Ngài. Hãy thưa với Chúa rằng, Chúa ơi, con cần Ngài. Dù khi thức hay ngủ, dù trong công việc hay trong mối quan hệ, xin cầm giữ cảm xúc, tâm trí, lời nói, quyết định của con, để ma quỷ không có cớ nhân dịp. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.